Xin chào cả nhà, em lên sóng con máy rửa bát Panasonic TR5. Được rồi, nhiều bác hỏi máy TR5 quá nhưng mà không có hàng. Vì thực ra cái TR5 này thì nó tiền nó cũng khá là vừa phải. 3, 5, 6, 7 hay là 8, 9 thì tính năng nó cũng như vậy. Thì nhiều bác rất là thích con TR5, cái tầm tiền nó 3 triệu 2 các bác nhé. 3 triệu 2 thôi, có được con máy TR5. Thực ra TR3, 2 triệu 9 với TR5, 3 triệu 2 thì TR5 với 3 thì nó chênh nhau 1 năm sản xuất thôi mà. Cả hai máy tất cả nó sẽ giống nhau đến 100%, không khác gì về tất cả mọi thứ. Thì có mỗi cái màu bảng điều khiển nó khác một chút thôi. Cho nên là 3 hay 5 thì nó cũng không quan trọng đâu các bác. Đấy. Ở đây là một cái con TR5, em đã vệ sinh sạch đẹp rồi. Làm tất cả các chức năng kiểm tra các hạng mục sạch sẽ. Đấy. Bên em bán bảo hành 1 năm nhá. Đấy, các bác có nhu cầu mua thì các bác alo cho em. Các cái con này cái giá chứ còn nó còn rất là mới, các bác là sạch sẽ này. Máy khá là ok so với tầm tiền thì con này siêu lành bền các bác, rất là lành bền luôn nhé. Đây, sạch sẽ mọi thứ ok. Đây. Lưng tôn nói chung là cũng còn khá là đẹp, năm sản xuất 2012, CD máy là 0237. Chiều cao con này mở ra con lưu ý là 65 phân nhé, hai cánh một trên một dưới 65. Đây. Em bán con này 3 triệu 2, bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Các bác có nhu cầu thì các bác ủng hộ nhé. Chào các bác.